Trong 6 tháng đầu năm, ghi nhận 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm khoảng gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành thông tin và truyền thông vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo dự thảo báo cáo chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu, Việt Nam xếp thứ 50 trên tổng số 175 hạng của 195 quốc gia, tăng 50 bậc so với năm 2017. Nửa đầu năm nay, số lượng các cuộc tấn công mạng đã giảm, chủ yếu ở hình thức tấn công lừa đảo. Chỉ số này cho thấy tình hình đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam đã có chuyển biến. Đặc biệt, các chiến dịch xử lý mã độc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã thể hiện hiệu quả nhất định. Số cơ quan tổ chức là chúng ta dùng những cái giải pháp bảo vệ hết sức là đắt tiền của nước ngoài, nhưng mà khi mà xảy ra tấn công ấy, thì vẫn gây ra hậu quả, vẫn xảy ra sự cố. Thì cái điểm quan trọng nhất của việc bảo đảm an toàn an ninh mạng ấy, thì giải pháp công cụ là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là ai là cung cấp được cái dịch vụ bảo vệ thường xuyên 24/7, ai là người khi mà chúng ta xảy ra sự cố, khi chúng ta bị tấn công mạng là họ xuất hiện để họ cùng với chúng ta xử lý, thì chỉ duy nhất là doanh nghiệp trong nước của chúng ta. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nguy hiểm liên quan đến mã độc trong các hệ thống phục vụ chính phủ điện tử được phát hiện tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, cho thấy cần quan tâm chú ý đến công tác phòng chống mã độc. Trong thời gian tới, cần thể hiện hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Việt Nam với quốc tế trong vấn đề an toàn, an ninh mạng, tiếp tục có các giải pháp nhằm góp phần giúp không gian mạng Việt Nam luôn sạch rác, lành mạnh và an toàn.